hai anh em mình. Mình cũng bảo các anh em là một là trồng thì các anh em về. Các cây khác thì được, nhưng riêng cây vải, cái long bầu là chết các bạn nhé. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Các bạn ạ, trẻ rồng na mà già trồng chuối. Các cụ như mình thì vẫn nói thế thôi. Và hai nữa là thôi thì vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì trăm năm phải chợ. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Mời các bạn ăn quả vải u hồng. Đó, đây, hôm nay như vải này là 50.000 một cân này các bạn này. Mùng 3 tháng 5 2022, tức là lịch âm hay lịch dương, nó là mùng 8 tháng 6 2024 đấy. Đó, thì chặt trồng, trồng chặt, tóm lại là quy luật của anh em mình. Rất là nhiều nhà thì chặt vải những năm trước để trồng các cây khác. Và nhiều nhà năm nay vẫn chặt vải đi để trồng các cây khác, vì nó năm nay nó mất mùa rất là lớn. Nhưng còn anh em mình thì hôm nay vẫn cắt vải nha. Vẫn cắt vải để cho anh chị em trồng nhé. Thời tiết thì đang rất là đẹp. Hôm nay thì mình cắt gọi là cho chú Bình nhé. Chú Bình là một trong những gọi là mình dùng từ là chú gọi là khán giả đi, hoặc là khách quen này, nhà mình đi. Bởi vì cây táo này, rồi thì táo chú về cũng từ năm kia rồi, năm ngoái chú cũng về rồi. Và còn nếu lấy thêm nữa cho bà con ở khu vực Sơn Dương Tuyên Quang nhé. Còn đây là mình gửi cho nên là chú bảo cắt để gửi cho chú về Sơn Dương Tuyên Quang nữa. Đây còn một vài anh chị em ở Phú Thọ và một vài anh chị em ở gần gần đấy nữa thì sẽ cắt nhé. Đó, thì nhưng mà phải giới thiệu các bạn là chặt trồng, trồng chặt nhé. Đó là cái quy luật thôi. Người chặt thì người trồng thì người chặt. Đó, ai thấy phù hợp như thế nào thì trồng như thế. Còn hôm nay thì mình sẽ cắt toàn bộ là cành thanh hà đấy các bạn. Đó, đây, bên này là thanh hà này. Đó, những cành chiết, cành bầu đây. Đó, những cành chiết đây. Trong này thì còn rất là nhiều luôn nhé. Nó rơi vào khoảng tầm, riêng cái vườn này nó rơi vào khoảng tầm gần 1.000 cành nữa. Đó, còn u hồng phía bên này thì chú bảo có cắt, có u hồng thì cắt luôn, nhưng mà tại hiện tại chỗ này thì u hồng đang hết, chưa bó được, tầm tới nữa khoảng tầm hết vải nhé, hết quả nhé, hết quả kìa, quả vẫn còn này. Đó, thì đây là thu xong rồi ấy, gọi là lèo phèo mót thôi, nhưng mà thời điểm này sau hết mùa này thì sẽ bắt đầu vào chiết nhé, khoảng 3 tháng sau thì bắt đầu có rễ thôi. Còn thời điểm như cây thanh hà thì rễ đã rất là khỏe và đẹp rồi. Đó, thì cụ thể thế nào thì các bạn sẽ cùng anh em mình sẽ ra vườn cắt nhé, nhưng mà trước mắt là mời các bạn ăn quả u hồng nữa. Đây các bạn này, thời điểm này u hồng nó đã gần gần như quá nước, nó cảm giác nó độ sượng sượng rồi. Nhưng mà vẫn rất thơm và ngon. Quá tuyệt vời luôn. Đây. Đây, những chùm của nó các bạn này. Bình thường vào trong này ăn, vào trong vườn trước khi cắt đã, thì cứ mời các bạn ăn một vài quả đấy. Nhưng mà cao quá mình không nhảy lên với được các bạn. Đó, đây. Cao lắm. Tầm này thì cái quả này thì các anh chị em chắc không có thời gian mà mót nữa các bạn ạ. Để một thời gian nữa là nó tự rụng thôi. Nên là mình sẽ lấy nhá, và mời các bạn ăn thử tại vườn luôn nhé. Đây rồi. Đó. Như thế này hôm nay gọi là số băm số bổ. Cái loại u hồng này số băm số bổ, ngày hôm nay vẫn 35.000 một cân đấy các bạn ạ. Mà vải thì quả nó rất là nặng, nên một lồ này nó rơi vào được hàng mười mấy triệu ngày ấy. Nên là năm nay ai mà có tấn, nhiều tấn như thế này thì quá là khủng khiếp rồi. Đặc biệt nhiều nhất như các bạn, các anh chị đều biết là mình mời các bạn thăm vườn nhà anh Phú tại trại chính này, Hồng Giang này. Đó, đây, mình để đây nhé. Còn anh em mình sẽ vào vườn đây sẽ cắt nhé. Đấy, nhà các anh ấy u hồng được mấy chục tấn, ba chục tấn cơ. Anh em mình, hai anh em mình đang gọi là cắt tại ruộng luôn. Cái này thì mai mình sẽ gửi ra xe Gia Lâm nhé, gửi cho chú Bình tại Tuyên Quang thì sẽ gửi ra Gia Lâm và chú xuống Gia Lâm lấy. Còn mình bảo nếu chú có cái vườn, có cái xe nào mà lên Sơn Dương Tuyên Quang ấy, thì mình sẽ gửi trực tiếp về Sơn Dương cho chú luôn ấy. Nhưng mà chú bảo cứ gửi xuống Gia Lâm thì chú sẽ xuống lấy, rất là kỳ công các bạn ạ. Còn bình thường thì những cái loại cây như này nhé, các loại cây thì tất cả các loại cây khác ấy, thì gửi shipper được, nhưng riêng cây vải thì chỉ gửi được ô tô thôi các bạn nhé. Tức là gửi để cho nằm im thôi, còn gửi shipper người ta quăng quật nó vỡ cái bầu cái này, này. Long cái bầu này cái là cây chết ngay nhé. Đấy, cây rất là to khỏe đây. Đó, đây, to cực kỳ to khỏe đây. Đấy. Đó, cái này về mình còn cắt bớt tỉa lá đi nữa.
Tí mình sẽ tỉa luôn nhé, tỉa bớt lá luôn đi để bó cho nó đỡ cồng cành nhé. Không là cái mất cước phí sợ là còn đắt hơn cả cành các bạn, bởi vì giá cước vận tải người ta lấy cao lắm, cước giờ lấy cao lắm. Đấy còn những cành ở trên cây đây. Đây, những cành nó to sụ luôn đó. À, những cành nó như này này. À, nhưng mà cành này thì nó không có dễ, nó chưa ra đảm bảo này thì không cắt này. Đấy, cành kia thì cũng có thể cắt được các bạn. Đó. Bình thường nếu mà mùa vải mà cây có quả là bẻ xong cây nó phơ bơ phờ ra, nhưng mà năm nay cái nó không có quả, gần như một khoảng 95% cây vải lục ngạn mình cái mùa 2024 này nó không ra quả được. Nên giờ nó lọc nó gọi là ra kín đặc luôn. Đấy vậy hết quả thì đội mình lại bắt đầu cỡ tay vào. Thứ nhất là rất nhiều cành nhá, quan trọng là có sức để mà chiết hay không ấy. Hay là có thích chiết hay không ấy, hay là lười thì chỉ lấy dao phạt đi, bởi vì cái lượng cành ở trong này nó cực kỳ nhiều luôn. Nhiều cành lắm. Bình thường như là mỗi năm còn phải toàn bộ là phải thuê hết đấy các bạn. Thuê cạo, thuê đắp đất, thuê chiết. Chứ còn một mình thì làm thì cũng không xòe được. Đây, chiết ví dụ những cành này là chiết hết này các bạn này. Đó, đây, những cành như này này. Cành này là năm ngoái chưa chiết này. Ở những cành này này, tán nó giao vào nhau này. Cây cành kia là gọi là ra rễ rất là đẹp rồi này. Nên là nhiều khi nếu không chết là toàn bộ là cắt bỏ đi hết ấy, làm củi mà thực ra là củi có đun được đâu. Nên là các bạn, các anh chị em có thể trồng thì cứ ới nhé, ới mình nhé, mình phục vụ cho anh chị đây. Rễ ở trên bầu cây của nó đây các bạn này. Rễ nó ra trong cái bầu này, cực kỳ khỏe luôn này. Đó, đây, rễ của nó đây. Đấy, cành này thì không ra rễ thì không cắt này các bạn này. Cành nào ra rễ đảm bảo thì sẽ cắt này. Đó, đây. Rễ của nó rất ok. Cái này cũng dễ ra khỏe này. Đó, dễ đây. Đó. Thì đây là cái giống vải đây. Đây, cây này là cây gọi là cây thanh hà ấy. Anh em mình vẫn gọi là thanh hà, nhưng thực ra nó gọi là tàu lai ấy. Tàu phấn, tàu lai ấy. Còn cây vừa mình vừa ăn quả là cây u hồng các bạn nhé. Còn cây vải ngọt hay là cả vải thiều chính vụ ấy, thì hiện tại giờ đội mình vẫn chưa chiết đâu. Nhiều anh em bảo lấy cây vải muộn ấy, nhưng thực ra là đội mình mấy năm vừa rồi là cũng ít chiết vải muộn. Đa phần là chiết u hồng và chiết thanh hà đấy. Vì vải muộn thì gần như ở chỗ mình cũng mở rộng diện tích rất là ít đấy. Nhưng mà cái giống vải đó thì lại ăn ngon nhất các bạn ạ. Độ đường, độ thơm và độ gọi là vải tiến vua nó đấy. Nhưng mà mấy năm vừa rồi thì đội mình cũng ít chiết. Bởi vì là cái mở nhu cầu mở rộng không nhiều. Chủ yếu là chiết thanh hà và u hồng nhé. Còn bạn nào thích chiết vải ngọt thì cứ ơi đặt mình nhé. Thì mình sẽ bổ sung chiết vào cái loại đấy nhé. Đó, đây, cây cực kỳ nhiều luôn, to khỏe. Đấy nên là những cái diện tích vải vừa rồi, cái năm nay ấy, là mất mùa không? Nên là rất nhiều nhà vườn đã chặt vải đi, cắt vải đi. Giống như ở cái video mà mình chia sẻ các bạn ở trong cách đây từ tháng riêng tháng 2 đấy. Bán gỗ, bán củi rất là nhiều. Đấy, nhưng mà cái lượng vải diện tích ở Lục Ngạn mình nó cũng còn rất là lớn các bạn ạ, lớn lắm. Đây, cây, những cái cây rất là khỏe đẹp. Đó. Diện tích nó còn lớn lắm. Còn để phục vụ cho các anh chị em ở trồng ở trên khắp cả nước ấy, thì thực ra diện tích ở các nơi thì nó không đáng kể đâu các bạn ạ. Kể cả các tỉnh miền núi phía Bắc nhé. Thì ở Lục Ngạn mình diện tích nó cực kỳ khủng. Còn ở các nơi thì diện tích nó cũng có nhưng nó không nhiều. Và bà con không đầu tư và không làm chuyên nghiệp như đội ở Bắc Giang mình đây. Nên là cái hiệu quả chất lượng thì ở Lục Ngạn mình cây vải vẫn là cây chủ lực các bạn ạ. Năm nay mất mùa vải cái bà con mình vẫn cứ trêu nhau là đói vêu mồm luôn đấy các bạn. Thực sự là thế thật. Đó. Đấy, cảnh nó rộn ràng từ từ. Đó. Này cũng dễ đẹp. Đó, ok, cứ đảm bảo là mình cắt thôi. Hai nhà mình dự kiến cắt buổi chiều nay chỉ được khoảng tầm 200 cành chứ không cắt được nhiều hơn đâu các bạn ạ. Các bạn thấy khủng không? 200 cành, mỗi cành nó 1 cân đấy các bạn ạ. 190 rồi đấy. Ờ. Ok. 190 à? Được 190 rồi. Nhanh lắm. Đây, số lượng ở bên trên này các bạn nhìn này. Cây ở dưới xà đất này, cây ở phía trên này, cành còn nhiều này. Đấy, đây là đợt trước này, đây là những cành cắt đợt trước này các bạn này, cắt đợt trước này. Đấy, bây giờ mùa đợt tới là sẽ có thể cắt tỉa chót ở đây, ví dụ như là chiết được những toàn bộ những cành này nữa này. Đây nữa này. Đó, đây cành này rễ cũng đẹp này các bạn này. Rễ khỏe vâm này. Đó.
Đấy, khỏe, bộ bầu rất khỏe luôn, cây rất là đẹp nhá. À, cây vải thì nó không như cây táo các bạn ạ, không như cây táo nhé. Cây vải này thì trồng nó sẽ năm thứ, cây vải này thì nó lên rất là nhanh, năm thứ hai có thể bói rồi các bạn. Năm đầu tiên các anh chị em có thể là trồng nó tốt thì nó lên được khoảng tầm 3 lớp lọc, 4 lớp lọc. Năm thứ hai thì bắt đầu bói, nhưng năm thứ hai thì mình cũng ngắt để không cho nó ra quả, bắt đầu từ năm thứ ba các bạn nhé. Thì nó là cây dài ngày. Wow, đây có một chùm vải này các bạn. Giữa một cành chiết nó ra này, ra thành quả lép luôn này. Đó, đây, cành này phía trong nó chiết luôn. Đây, cành này ra rễ luôn này các bạn. Đây, rễ cũng rất là đẹp luôn này. Mà có quả luôn ở phía đầu này, nhưng mà nó là quả lép thôi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, quả lép đây. Đây, còn cành, những cái cành ở phía trên kia ra rễ cũng đẹp này. Nói chung cành nào ra rễ thời điểm này cũng ok. Tỷ lệ phi phao nó không đáng kể đâu các bạn nhé. Đấy, còn chiết thì như đội mình cứ chiết, cắt cạo xong để khoảng tầm 3-5 ngày nó khô vỏ, xong đó là đắp bầu đắp đất vào là bó thôi. Những cái đám này mà được, nếu được quả thì được tầm 5-7 tấn các bạn ạ, 5-7 tấn luôn, không ít đâu. Nhưng mà không được quả nào thì nó rậm rù thế này đấy. Đó. Có thể tỉa thêm được rất nhiều cành nữa. Rồi, còn bây giờ thì mời các bạn xem cái thao tác tỉa nhé, tỉa cành để bó lại nhé. Cành thì cũng không cần cành to quá đâu các bạn nhé, cành tầm này đấy. Và trồng thì các bạn về trồng các bạn cắt bớt lá đi, bởi vì tránh sự thoát hơi nước ấy. Mình cũng bảo các anh em là, một là trồng thì các anh em về lấy bụt này. Ô, cành này cảm giác hơi yếu dễ, mình thay cành khác nhé. Dễ nó ra nó gần như không có này các bạn này. Cành này mình sẽ thay cành khác nhé, thay cành khác cho đảm bảo nhé. Cành này sẽ loại nhé. Đó, dễ nó ra như cành này thì sẽ là ok này các bạn nhìn này, dễ nó như dễ này. Bởi vì thực ra là mất công các bạn anh chị em về trồng rồi, thành ra là mình sẽ làm sao đảm bảo nhất nhé. Cành này mình sẽ cho thêm luôn, mình cắt đủ 20 nhưng cho thêm cành đấy vào, các bác về trồng sống cũng được, mà không sống thì coi như thực ra tỷ lệ sống nó vẫn ok, nhưng mà mình cứ cho nó đảm bảo. Về các bạn này, cắt bớt tỉa cành này. Đấy, sau đó là các bạn về lấy bùn nhé, lấy bùn mình bọc một lớp ở đây, hoặc là có thể đảo cái dưới cái hố ấy. Hố không cần rộng các bạn nhé, và có thể cho ít phân chuồng vào cũng được, hoai mục. Sau đó là mình trồng và mình đóng cây, cố định lại cái gốc này để cho chống gió, chống lay nhé. Đó, đây, cành này rất là đẹp, vừa phải thôi, không cần cành to nhé. Còn cành to được thì cái tỷ lệ sống của nó không tốt bằng cành vừa đâu các bạn. Đây, cắt bớt đi, rồi nó lên vài lớp lọc là nó to thôi. Cắt bớt đi cho nó đỡ gọn, đỡ nhìn xe người ta đỡ sợ, không cước xe lấy càng nặng các bạn. Xe giờ người ta lấy cước mạnh lắm. Các bạn biết là nếu một cái cành này lấy gửi vào trong miền Nam cước hết bao tiền một cành? Một cành là như này, một cành là 15.000, trăm cành là 1,5 triệu các bạn. Cái trăm cành 1,5 triệu gửi vào Tây Nguyên, gửi vào Kon Tum, Gia Lai, nên là cước xe người ta lấy cực kỳ cao luôn đấy. Ra đây thì tầm dây ra Hà Nội chắc người ta cũng thể lấy tầm 5-7 nghìn một cành. Các bác cứ lấy 100 cành là mất 500-700 nghìn, còn lấy 1 triệu như vào người miền Nam là 100 cành là mất 1,5 triệu. Bớt như này là ok. Và các bạn có thể trồng, các bạn có thể cắt bớt nữa đi nhé. Thời tiết nó oi quá nhỉ, vẫn luôn mưa. Đó, ok rồi. Cái thời tiết này trồng thì rất là hợp lý rồi các bạn. Trồng các bạn chỉ cần tưới ẩm thôi, tưới ẩm xong đó là một vài lần là ok thôi. Là hoặc là lấy cỏ rác đậy lên ở phía trên, tức là giữ ẩm được cho nó là được nhé các bạn nhé. Đấy, còn đây là vải u hồng đây. Lá của nó thì khác hơn dàn lá thanh hà nhiều nhé. Lá u hồng lá nó to lắm, mà quả thì nó cũng khác. Thì mình sẽ mời các bạn sẽ thăm, mình sẽ làm cái clip phân biệt ba loại vải ở trong cái ngày gần nhất nhé, để các bạn cùng phân biệt nhé. Đó, đây lá u hồng này,
lá thanh hà đây. Đấy, và phân biệt với lá vải ngọt các bạn nhé, và quả vải ngọt luôn. Đấy, từ gọi là phân biệt chỉ lá là có thể các bạn có thể là hao hao giống nhau, nhưng mà quả thì chắc chắn là nhìn là nó sẽ khác nhau hoàn toàn luôn rồi. Để các bạn biết được là thực ra quê mình thì ai cũng rất là nó thân thuộc thôi, nhưng với các bạn, các anh chị em các vùng miền khác ấy, để phân biệt ba loại vải này thì phải là người đã từng trải qua, đã từng ăn, đã từng biết thì mới phân biệt được. Nên nhiều bạn cũng hỏi là vậy thì cứ vải lục ngạn tên là vải lục ngạn có phải là một không? Mà không phải nhé, nó là ba loại vải khác nhau, ba hoặc bốn loại vải khác nhau đó. Còn quan trọng là thời điểm chín, độ ngon, độ ngọt và hương vị của nó như thế nào thì nó cũng khác nhau hoàn toàn các bạn nhé. Đó, đây mình chỉ cần nhìn qua này, cái lá u hồng các bạn nhìn này, lá nó to này, to như là lá cây gói bánh như này. Còn lá thanh hà này nó cũng chỉ vừa vừa thôi. Đó, các bạn nhìn thấy không? Còn quả u hồng này, wow, phê quá, được đấy, rất là ok. Mình đã bó lại cái bó nó như này các bạn này. Bó này là 10 cành nhé, nhưng mình cho thêm một cành là 11 cành bó này. Đó, 200 cành là có 20 bó này thôi, rất là đơn giản gọn nhẹ. Kể cả gửi miền Nam thì mình cũng cho lên cái xe vào trong cái thùng xe để cho nó im ấy. Gửi vào. Ô, cành này. Kiểm tra xem các bạn ạ. Kiểm tra cắt xong, kiểm tra rễ riết các thứ đầy đủ hết nhé. Để đi gửi, không là cũng phí công cắt, phí công là gửi đi cho nó. Ô. Nói chung là ok. Ok, này cành này yếu yếu thì đúng mình nhìn thấy đây rồi. Đó, dễ này khỏe rồi. Ok, được rồi. Tóm lại là kiểm tra đảm bảo hết nhé, cho nó đỡ phí công phí ấy. Thì còn cành nào mà không ra, hiện tại nó không chưa ra rễ thì mình cũng không cắt đâu. Còn nếu chót cắt xuống mà không thấy thì mình bỏ các bạn ạ. Đó, còn gửi thì mình vừa chia sẻ là gửi xe thôi nhé. Gửi bưu ship các thứ thì cũng rất là hạn chế. Quan trọng là đóng lúc ấy rất là kỳ công. Vừa rồi mình cũng gửi cho anh chị em ở trong Đà Lạt các thứ ấy. Nhưng mà đóng kỳ công lắm các bạn ạ. Không là nó bên vận chuyển người ta ném rồi xô đi đập lại là về nơi là vỡ hết. Các cây khác thì được, nhưng riêng cây vải cái long bầu là chết các bạn nhé. Còn phía bên cạnh hàng xóm này là đây là vườn bưởi da xanh các bạn nhé, nhưng mà cũng hỏng hết rồi. Đó, nếu mà giả sử mà có cho trồng lại thì bây giờ giống như mình vừa chia sẻ, chặt trồng chặt thì không biết là trồng cây gì. Cam thì cũng cảm sổ đỏ rồi. Vải thì được mùa thì mất giá, mà mất mùa thì được giá, bập bõm. Đấy, táo thì diện tích cũng nhiều. Nói chung là thực ra là làm cây nông nghiệp đến thời điểm này thì quan trọng đó là làm phải có sự khác biệt các bạn ạ. Thực sự làm cái gì cũng thế thôi. Vải anh em mình thế thôi. Ví dụ như anh Phú anh ấy làm vừa rồi, anh Khoanh, thực ra anh phải có sự khác biệt thì mới khác mọi người được. Và anh vẫn được mùa bao năm nay thế. Còn như đội mình vẫn cứ duy trì chung chung thì vẫn theo xu hướng chung đám đông hết các bạn ạ. Rất là khó khăn. Đấy, các bạn cứ phải tìm hiểu, tìm làm ra cái mới các bạn nhé. Vẫn là thế thôi, nhưng mà cách làm, quy trình, kỹ thuật nó phải mới. Mình cũng nói thế được nhưng mình không làm được các bạn ạ. Biết là cái mới rồi nhưng mà mới như thế nào thì lại phải mỗi cá nhân đúc rút từ kinh nghiệm làm ra. Đấy. Chứ còn có thể anh ấy bảo là như thế nhưng mình làm cũng không được như thế các bạn ạ. Đó, nó là kinh nghiệm cá nhân của mỗi người đấy. Đấy thì trong ngày hôm nay gửi đến các bạn, các anh chị một chút gọi là trồng chặt trồng nhá. Vải quê mình chặt đi rất nhiều nhưng mà trồng cũng rất nhiều. Và hôm nay là gửi cho anh, cho chú Bình tại Tuyên Quang này, và một anh ở Phú Thọ nữa, và một anh ở trong Tây Nguyên nữa nhá. Thì trong Tây Nguyên thì một vài hôm nữa thì mình cũng sẽ cắt. Đấy, tóm lại là các bác, các anh chị em trồng cũng rất là nhiều, thì cũng luôn luôn cảm ơn các bạn, các anh chị đã đồng hành ủng hộ núi đồi lục ngạn. Các bạn chị em có nhu cầu vải, quả vải tươi mùa này nhé, năm ngoái thì gửi cho các bạn rất là nhiều, năm nay thì thực ra là mùa vải mất mùa nhưng mà vải tươi cũng có nhé. Các bạn nào ăn quả thì cũng vẫn ok, còn giống cây trồng thì còn rất nhiều các bạn ạ. Mời các bạn. Đó. Đó.
Đấy, thì muốn chợ muốn thu hoạch thì cũng phải tầm 3 năm các bạn nhé. 3 năm thì mới bắt đầu có thu hoạch. Còn như cây như này nó rơi vào khoảng mười mấy năm rồi các bạn ạ. Đó, mười mấy năm rồi. Nên là chặt thì cũng tiếc mà. Để thì năm được năm mất, nói chung là vẫn nó vẫn là cây chủ lực thôi, nhưng mà đến thời điểm này thì theo nhiều nhà thì cũng thực ra đội mình vẫn phải duy trì. Nhiều nhà cũng phá nhưng diện tích nó cũng còn cực kỳ lớn ở đất Lục Ngạn quê mình. Để giới thiệu các bạn như vậy. Còn thì đây, giống đây, cây quá đẹp luôn, quá ok luôn. Quan trọng các bạn lựa chọn loại giống nào thôi nhá. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ cắt bó xong mình sẽ ra về nhé. Và mai mình sẽ gửi xe cho các bạn anh chị. Mình xin nhắc lại là hàng này chỉ gửi xe nhé. Cây bầu chiết vải chỉ gửi xe thôi. Và cảm ơn các bạn các anh chị. Các anh chị có nhu cầu trồng thì hãy liên hệ với kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Số điện thoại mình để trên màn hình rồi. Chúc bà con chúng ta trồng ít nhiều. Ít thì ăn chơi mà nhiều làm kinh tế đều ok cả nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.